Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng cho biết, mực nước lũ năm 2023 đã đạt đỉnh vào ngày 25 tháng 10 2023 với mức 2m28, thấp hơn cùng kỳ 30cm và thấp hơn đỉnh lũ năm 2022 là 37cm. Theo đó, từ ngày 25 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10 2023, mực nước lũ trên địa bàn huyện Tân Hưng đã rút xuống trung bình từ 1 đến 3cm trên ngày đêm. Riêng trong ngày 30 tháng 10, nước lũ chững lại và đang ở mức 221 cm, thấp hơn cùng kỳ 32 cm và thấp hơn đỉnh lũ 2022 là 44 cm. Dự báo trong những ngày tới, nước lũ tiếp tục rút xuống với cường suất từ 1 đến 2 cm trên ngày đêm. Hiện tại nước lũ đang rút dần nên những diện tích đất đang ngâm lũ, nông dân cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết và chủ động bơm rút nước ra gieo sạ vụ lúa đông xuân 2023-2024 theo khung lịch thời vụ đợt 2 từ ngày 13 tháng 11 cho đến ngày 25 tháng 11 2023 dương lịch và đợt 3 từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 2023 dương lịch